Rồi sau khi chín rồi, bây giờ mời quý vị và các bạn tham khảo nha. Đó, wow. Quá hay bị đẹp luôn. Luộc măng để mai kho thịt heo quý vị ơi, nấu thịt heo quý vị ơi. Quý vị nào biết thì không nói nha, mình chỉ hướng dẫn cho bạn. Các bạn nào chưa biết thôi nha. Là măng trước khi mình luộc là mình rửa sạch, mình ngâm nước muối sơ khoảng tiếng đồng hồ nha các bạn. Ngâm càng lâu được càng tốt, đừng ngâm lâu quá. Mình gọt vỏ, mình rửa sạch xong mình ngâm nước muối trong cái thau để 1 tiếng 2 tiếng gì đó. Sẽ bắt đầu bây giờ mình luộc nha quý vị. Luộc mình vẫn bỏ tí xíu muối nha quý vị. Để cho nó ra cái chất gì cà ri gì đó, quý vị, ở trong măng á. Măng nó ăn tốt nhưng mà mình phải loại cái chất độc ở đâu quý vị, là mình luộc. Hoặc là hai là quý vị có thể luộc hai lần nha quý vị. Luộc lần thứ nhất mình đổ cái nước kia đi, rồi lần thứ hai mình sẽ luộc lần thứ hai sẽ ok hơn nha quý vị. Rồi. Ok. Rồi sau khi chuẩn bị xong rồi quý vị ơi. Ở đây chúng ta có măng nha quý vị. Măng này chúng ta luộc sẵn rồi nha quý vị. Và quý vị chú ý cho mình là bớt ăn măng ngâm chua nha quý vị. Mình phải nói sống người bán, nhưng mà măng chua thì nó ngâm lâu quá, nó có khi nó không ngon nha quý vị. Mình ăn cái gì mình ăn liền thì nó sẽ tốt hơn nha quý vị. Đây, để đây xíu nha quý vị. Quay xuống xíu. Đây, măng và có mấy trái ớt luôn, nó sẵn ở đây luôn nha quý vị. Măng. Này hơi nhiều quý vị ơi, không biết ăn hết không. Này hơi nhiều. Có mình. Măng tôi luộc nhiều nước nha quý vị. Nhiều nước cho nó ra cái chất đắng đi. Là ok. Đây mình có mấy quả ớt luôn nha quý vị. Ớt á. Mang ớt. Mang ớt. Thịt heo nha quý vị. Thịt heo chúng ta cắt nhỏ nha quý vị. Thịt heo. Thịt vừa nạc và mỡ sẽ ngon hơn quý vị. Cái này hơi nhiều quý vị. Mang nhiều quá. Heo. Đỡ rồi, chơi luôn. Ăn không hết múc cho bà già ba. Thịt heo. Heo nè. Cái gì ha. Vừa heo vừa mỡ. Nó mới ngon. Ôi, nhiều quý vị. Cắt theo cái sớ thịt cho đỡ dai nha quý vị. Còn hai nữa mình không cắt theo miếng nhỏ, dễ ăn. Nhà mình tùy theo sở thích của quý vị thôi. Rồi xong. Hành lá nha quý vị. Hành lá. Rồi ok. Nước mắm nữa. Măng này hôm qua mình có luộc, mình bỏ tí xíu muối rồi quý vị. Sao tối dữ ta. Cho nên Thành sẽ nêm ít nước mắm nữa thôi nha. Thành xin nhắc lại là có thịt heo. Từ từ. Mặn mặn xíu quý vị thấy ngon.
Thành xin nhắc lại là có thịt heo, măng, thịt heo, ớt, hành, lá và nước mắm nha quý vị. Quý vị có thể nêm thêm cái khác cũng được. Bây giờ mình bỏ cái nồi cơm nha quý vị ơi. Rồi cấm, giờ cấm điện rồi quý vị, đợi quý vị đợi nha. Mời quý vị các bạn nha. Sau chín rồi nè quý vị các bạn. Nóng quá quý vị ơi. Mời quý vị nha. Ăn cái này nó nóng quá quý vị. Áo đổ mồ hôi. Mời quý vị nha. Lá gì đó, lá và ớt. Rồi mời quý vị nha. Cái này bị đẹp luôn á.